Ok. Chuyến đi này như chia sẻ với anh em là mình sẽ cần phụ kiện. Cần một nhà giám định phụ kiện. Phụ kiện thì mình đã mua rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ phải test phụ kiện. Thì ở đây mình đã có người kiểm định. Người kiểm định. Bây giờ mình sẽ test thử xem. Đấy. Được không? Đây là phụ kiện. Nhưng mà sờ nó bẻ không? Thì bây giờ thì phải test. Đem. Đưa em à. Được các ổ ngón này, tối đây tao đây. Cái mũ này em xem quảng cáo thấy rồi, đập không vỡ. Anh em ơi thử test xem nào. Đấy, đập không? Đập. Mình đang đứng này. Đấy, đập trên nóc luôn. Đập đúng không? Đúng rồi, đập đấy. Mạnh này luôn á. Mạnh luôn. Bẻ. Bẻ. Đập đi. Mày này á? Thì sẽ bấm đi. Ồ, về đúng không vỡ rồi. Không vỡ. Vài lần đi, đập cho nó. Xem có vỡ được không? Có vỡ được không? Đừng đập cái bể kính nhá. Cho kính cho. Ok. Đập đi. Đập đi nào. Bể rồi. Bể ra. Thế này thì không ăn thua rồi. Nói chung đập mạnh quá nhiều nó bể thật đó. À, không ăn thua. Thế mà nó quảng cáo mình là đập không vỡ. Không ăn thua. Không ăn thua. Vất. Đồ này không ăn thua rồi. Thế okay, nhưng mà được cái lợi là mình đỡ khỏi mang theo, đỡ khỏi vác theo cả một chặng đường.